cả các bạn. Mình tên là Võ Phương Huyền, chúng mình là học sinh của trường Trung học cơ sở Diễn Tháp, Diễn Châu, Nghệ An. Thưa tất cả các bạn, Diễn Châu là vùng đất cổ thuộc bộ Hoài Hoan thời Hùng Vương. Nhưng đến năm 627, cái tên Diễn Châu mới chính thức xuất hiện trong lịch sử. Trải qua hơn 1.390 năm lịch sử, danh xưng Diễn Châu đã trường tồn gắn liền với sự phát triển của đất nước. Diễn Châu được biết đến không chỉ là nơi sản sinh ra nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng như Phùng Chí Kiên, Nguyễn Xuân Ôn, mà còn là vùng đất có nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. Một trong những di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng đó là Đền Cuông, nơi gắn liền với truyền thuyết Thục An Dương Vương, vị vua huyền thoại của lịch sử dựng nước thời xa xưa. Đền Cuông nằm ở chân núi Mộ Dạ, thuộc địa bàn xã Diễn An, cách thành phố Vinh khoảng 30 km về phía Bắc. Người dân Diễn Châu cũng như nhân dân khắp cả nước đến với lễ hội Đền Cuông để tưởng nhớ đến công ơn xây dựng đất nước của vua Thục An Dương Vương và còn là dịp để lòng người ghi nhớ đoạn kết của câu chuyện Loa Thành. Tương truyền, năm 208 trước công nguyên, Thục An Dương Vương bị Triệu Đà bất ngờ đem quân tấn công, phải đem theo công chúa Mị Châu rút lui về phương Nam đến núi Mộ Dạ, Diễn Châu. Khi nhận ra sự thật, vua chém con gái rồi theo thần Kim Quy đi về với biển. Truyền thuyết lịch sử, thực và hư những dấu tích đã rêu phong, chỉ còn lại đó một đền cuông linh thiêng và lòng ngưỡng vọng của nhân dân. Đi dọc theo tuyến quốc lộ 1A, ta sẽ đến với di tích lịch sử Nghĩa Trang Liệt Sĩ 30-31, nơi tưởng niệm những anh hùng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Xô Viết Nghệ Tĩnh là tên gọi cho phong trào cách mạng của lực lượng công nhân, nông dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Trải qua hai cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc, cùng với nhân dân cả nước, Diễn Châu vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương vững chắc, sẵn sàng phục vụ kháng chiến. Trong những năm khốc liệt ấy, Diễn Châu đã có hàng nghìn người con lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có hơn 4.700 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại các chiến trường. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhân dân Diễn Châu đã xây dựng đền thờ liệt sĩ để đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng và là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ con em huyện nhà hiểu biết thêm về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, những người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống cho đất nước nở hoa độc lập. Chúng em thật tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên quê hương Diễn Tháp, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Xin dành một phút tưởng niệm trước các anh, những người con đất Việt anh hùng. Chúng em xin kính dâng lên các anh những bông hoa tươi thắm, xin được dâng lên các anh nén hương thơm để tỏ lòng kính trọng và biết ơn các anh. Kính dâng lên các anh tiếng hát vang dội bài quốc ca của đất nước Việt Nam tươi đẹp trường tồn. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gầm mình xa, cờ in máu chiến thắng mang một nước sung ngoài xa trên khúc quân hành ca, đường mình quang say xa quân thù đúng mục tiêu học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh để làm được điều đó. Hôm nay đây, đứng trước các địa chỉ đỏ, trước các anh, chúng em xin hứa sẽ học tập và làm theo 5 điều Bác dạy. Điều 1, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Điều 2, học tập tốt, lao động tốt. Điều 3, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Điều 4, giữ gìn vệ sinh thật tốt. Điều 5, kiên cố thật tài dũng cảm. Xin chào bạn, cảm xúc của bạn như thế nào khi hát quốc ca ở trường vào những buổi chào cờ đầu tuần và tại các địa chỉ đỏ? Khi
Khi hát quốc ca ở trường vào những buổi chào cờ đầu tuần, mình thấy được ý nghĩa và trách nhiệm của mỗi học sinh, mỗi công nhân trước nghi lễ thiêng liêng của đất nước. Còn tại các địa chỉ đỏ, mình cảm thấy tự hào về truyền thống lịch sử của quê hương, biết nhiều hơn về các di tích lịch sử, qua đó để giữ gìn và bảo vệ. Mình mong muốn hoạt động này được duy trì thường xuyên hơn. Cuộc thi hát quốc ca tại địa chỉ đỏ đã được loan tỏa tại tất cả các liên đội trên địa bàn toàn huyện và thu hút sự đông đảo của các em học sinh thiếu niên nhi đồng. Và với những cái ý nghĩa quan trọng đó thì tôi thấy rằng đây là một điểm mới trong năm học 2020-2021. Các liên đội trên địa bàn toàn huyện sẽ thường xuyên tổ chức hoạt động này nhiều hơn nữa để cái việc hát quốc ca tại địa chỉ đỏ tiếp tục lan tỏa trong thời gian tới và đặc biệt là trong năm học 2020-2021. Đoàn quân Việt Nam đi.